Đánh bay mỡ bụng từ chế độ ăn giảm cân của Lisa Blackpink. Lisa Blackpink là một trong những nữ thần tượng K-pop được yêu thích nhất hiện nay. Cô nàng không chỉ sở hữu giọng hát ngọt ngào, vũ điệu điêu luyện mà còn có thân hình thon gọn săn chắc. Lisa cao 1m67, nặng 46kg với số đo bao vòng là 83, 58, 83. Vậy chế độ ăn giảm cân nào đã giúp Lisa có được thân hình đáng mơ như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu và áp dụng trong video ngày hôm nay nhé. Điều đặc biệt trong thực đơn giảm cân của Lisa là cô không áp dụng một chế độ ăn kiêng hay nhịn ăn để giảm cân nào cả. Lisa ăn 3 đến 4 bữa mỗi ngày và hầu hết các bữa ăn của cô thì đều có nhiều rau xanh. Chúng ta cùng xem một số thực phẩm mà Lisa thường ăn trong mỗi bữa nhé. Bữa sáng thì cô uống nước ép detox cộng 2 quả trứng luộc. Bữa phụ sáng thì cô ăn khoai tây chiên đông lạnh. Trong bữa trưa thì thực đơn giảm cân của cô là mì súp làm bằng mì ramen, nước dùng gà, rau, trứng luộc, nước tương và dầu mè. Mì ramen là món ăn truyền thống nổi tiếng của người Nhật. Trong bữa tối thì cô dùng pizza nhồi. Lisa thì ăn chậm và nhai kỹ để đảm bảo tiêu hóa tốt. Những món ăn yêu thích của Lisa là cơm trộn cá hồi và mì xào Thái. Cô nàng thì không đặt bất kỳ hạn chế nào cho bản thân trong việc ăn uống. Lisa thì ăn tất cả những gì cô ấy thích, nhưng cũng đốt cháy lượng calo dư thừa bằng cách tập luyện cường độ cao hầu như mỗi ngày. Điều quan trọng trong chế độ ăn giảm cân của Lisa là cô thực hành kiểm soát khẩu phần để đảm bảo lượng dinh dưỡng của cô hợp lý. Cô chia đĩa của mình làm 3 phần, một nửa đĩa là rau xanh, 1/4 đĩa là đạm và 1/4 đĩa là tinh bột. Chế độ ăn giảm cân của Lisa thì thứ nhất là cô ăn nhiều rau xanh và trái cây. Rau xanh và trái cây thì là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ dồi dào, giúp cơ thể khỏe mạnh và hỗ trợ giảm cân. Lisa thường ăn salad, trái cây tươi và các loại rau củ quả luộc. Thứ hai là cô ăn nhiều đạm. Đạm giúp xây dựng và duy trì cơ bắp, giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn. Lisa thì thường ăn thịt gà, cá, trứng và đậu. Thứ ba thì cô hạn chế ăn tinh bột và đường. Tinh bột và đường thì dễ gây tăng cân nếu ăn quá nhiều. Lisa thì thường ăn ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế ăn bánh ngọt, đồ ăn nhanh. Thứ tư là cô uống nhiều nước. Nước giúp thải độc cơ thể và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Lisa thì thường uống nước lọc, nước ép trái cây và trà xanh. Bên cạnh đó thì Lisa cũng duy trì một lịch tập đều đặn. Cô nàng thường dành ít nhất là 2 giờ mỗi ngày để tập luyện. Thứ nhất là cô luyện khiêu vũ. Khiêu vũ là môn thể thao giúp đốt cháy calo hiệu quả và xây dựng cơ bắp. Lisa là một vũ công chuyên nghiệp, vì vậy là cô nàng thường xuyên tập luyện khiêu vũ để duy trì vóc dáng. Thứ hai là cô tập luyện sức mạnh để giúp xây dựng cơ bắp và săn chắc cơ thể. Lisa thì thường tập các bài tập như là nâng tạ, gập bụng và plank. Thứ ba là cô thường tập Pilates. Pilates là môn thể thao giúp cải thiện vóc dáng và sức khỏe tổng thể. Lisa thì thường tập Pilates để giữ gìn vóc dáng. Thứ tư là đấm bốc. Nhìn Lisa rất là nhỏ nhắn và dễ thương như vậy, nhưng cô thường xuyên chơi đấm bốc. Đấm bốc là môn thể thao giúp đốt cháy calo hiệu quả và cải thiện tim mạch. Lisa thì thường chơi đấm bốc để đốt cháy mỡ thừa và tăng cường sức khỏe. Như vậy chúng ta thấy là Lisa không dùng thuốc giảm cân, không ăn kiêng hay nhịn ăn để giảm cân, cũng không hút mỡ bụng. Chính chế độ ăn uống lành mạnh và thói quen tập luyện thường xuyên đã giúp Lisa có được thân hình thon gọn và săn chắc hiện nay. Còn bạn đang áp dụng chế độ ăn giảm cân như thế nào? Hãy cùng bình luận để cùng nhau chúng ta kiểm soát cân nặng nhé. Nhớ là đăng ký kênh của Đảng để không bỏ lỡ những video tiếp theo giúp bạn giảm cân thành công nhé.